Xin chào, chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Video này mình chia sẻ cho anh em cách thay đổi đường liên kết trang cá nhân Facebook giống như anh em đang thấy trong video. Để thay đổi đường liên kết này, bắt buộc anh em phải có Messenger và Facebook cùng một tài khoản nha anh em. Rồi, bây giờ mình bắt đầu. Rồi, bây giờ anh em bắt đầu mở Facebook lên. Tiếp tục chọn vào biểu tượng avatar, anh em chọn vào chỗ ba chấm. Rồi đây là đường liên kết của kênh mình nghe anh em. Bây giờ mình sẽ thay đổi nó. Anh em thoát ra. Bây giờ anh em truy cập vào Messenger. Rồi bây giờ anh em bắt đầu mở Messenger lên. Anh em chọn vào biểu tượng avatar. Tiếp tục anh em chọn tên người dùng. Tiếp tục chọn chỉnh sửa tên người dùng. Rồi anh em sẽ thay đổi tên người dùng ở đây. Và anh em lưu ý là tên người dùng từ 5 ký tự trở lên, viết liền không dấu và có số nữa nghe anh em. Bây giờ mình sẽ chọn cái chữ là Phạm Tâm 1992. Đây, khi anh em thấy cái chữ màu đỏ, tên người dùng này không khả dụng, tức là chưa có ok anh em. Anh em thay đổi đến khi nào cái chữ này mất là ok. Sau khi anh em đã thay đổi xong và đã ok rồi thì anh em nhấn vào chữ lưu. Vậy là xong anh em, cũng khá là đơn giản. Bây giờ mình sẽ trở lại Facebook để mình kiểm tra cái đường liên kết nha anh em. Rồi, tiếp tục anh em mở Facebook lên. Anh em chọn vào biểu tượng avatar. Anh em chọn 3 chấm. Rồi, đường liên kết đã được thay đổi nha anh em. Và mình cũng xin dừng lại nội dung ở đây luôn. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.